Ngày 3 tháng 5, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an huyện Cần Giờ lập hồ sơ sàng lọc xử lý đối với 128 người về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, nhiều người khác đang bị xem xét xử lý về các hành vi liên quan. Chừng 16 giờ ngày 2 tháng 5, đội 5 phòng PC02 Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với đội hình sự Công an huyện Cần Giờ, Công an xã Long Hòa ập vào vườn xoài ở ấp Đồng Hòa. Tại đây, nhóm hơn 128 người đang sát phạt dưới hình thức đá gà, bán nước, đồ ăn thì phát hiện công an, nhiều người tá hỏa bỏ cả tài sản vật dụng tung chạy theo nhiều hướng khác nhau. Tuy nhiên, công an đưa tổng cộng 139 người về trụ sở làm việc, trong số này có 11 người phụ nữ bán nước và đồ ăn. Công an lập biên bản tạm giữ 134 chiếc xe máy và gần 690 triệu đồng tiền tang vật. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.